Xin chào tất cả mọi người. Đây là một buổi dồng ngô, gọi là dồng ngô từ thiện nhé. Ở thôn mình là có cái tục lệ là nếu như một trong hai ai mà trong hội thành viên mà trong những cái hội ấy bị không may bị mệt, bị ốm thì là các chị em trong nhà hoặc là trong hội là đến giúp đỡ. Đây là một buổi dồng ngô. Đó, tôi cũng xuống để góp vui. Đây, đây là ông chủ ông đang chở phân xuống này. Đang đẩy phân một cách rất là vất vả. Đó. Đây là người đang quốc hố này. Mỗi người mỗi việc các bạn nhé. Còn đây là chắc là đồ để lúc giải lao. Ôi giời. Nào thì quẩy nào, dưa nào, thạch nào, mận nào, đủ các thứ. Đó. Và đây là nước này. Các bạn thấy. Đó. Chị em giải lao điểm tâm. Uống cái này nó vừa phai khói mà cứ lợ đúng không?
Mày kiếm này đâu ấy hả Dung? À, cứ ấy đi. Bà con trong cổ bà con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Coi như là bây giờ mới có hơn 8 giờ thôi mà mải dầu ngô của chúng tôi đã xong rồi. Bây giờ lên đến đây là chị em tập trung lại giải lao uống nước, điểm tâm. Và chúng tôi xin kết thúc video ở đây nhé.